Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký được cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án ăn chia 8.000 đô token Yoshi. Để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó mình làm các nhiệm vụ trên cái biểu mẫu như cho mình nhé. Khi vào đây mọi người sẽ join vào các nhóm như này cho mình làm các nhiệm vụ đầu tiên. Ở đây mọi người nhập tên người giới thiệu cho mình nhé. Đây. Sau đấy mọi người sẽ tích tôi không phải là người máy này. Rồi sau đấy bấm continue. Ok, sau đó quay xuống dưới này, mọi làm các nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây mọi người sẽ điền tên của mọi người, địa chỉ email, sau đó bấm Enter Reverse. Rồi, bây giờ mọi làm các nhiệm vụ dưới này cho mình. Đầu tiên là ra vào kênh Twitter này, follow Twitter. Ở đây mình đã theo dõi rồi, mình theo dõi cho mình. Rồi sau đó quay trở lại. Nó đang bị lỗi gì mà. Ok, tiếp theo là follow kênh này. Bạn theo dõi. Rồi, sau đó quay trở lại. Đã xong. Retweet bài đăng này. Ở đây kéo xuống dưới mọi thả tim, sau đó retweet lại. Ok, quay trở lại. Đã xong. Tiếp theo, subscribe kênh YouTube. Mọi người bấm đăng ký kênh YouTube cho mình. Đã đăng ký rồi, quay trở lại. Đã xong. Ra vào kênh Telegram. Bấm rồi. Ok. Ở đây mọi nhập mã captcha cho mình nhé. Đây. Rồi. Đã xong, quay trở lại. Địa chỉ ví, mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên WeChat Wallet hoặc ví MetaMask của mọi người nhé. Đây, bấm vào đây. Sau đấy mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình. Bấm địa chỉ ví Binance Smart Chain. Bấm sao chép. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Bấm confirm. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong nhiệm vụ rồi. Và trên này mọi người sẽ có một cái link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm entry này nhé. Với dự án này mọi người sẽ có bao nhiêu đây? Để xem nào. Một win nào, 10. 50, 20 win nào. Follow. 50.000 follow. 1.000 người may mắn sẽ nhận được token. Sẽ chia phôi giả thưởng là 4.000 đô token Yoshi này nha mọi người nhé. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.